Chào mừng các bạn đã đến với Rượt Kinh Học. Thì hôm nay Rượt Kinh Học xuống dẫn các bạn cách kết nối Wi-Fi cho TV Samsung ha. Thì cũng như là các cái dòng Max TV khác. Thì ở đây thì để kết nối Wi-Fi cho TV Samsung thì chúng ta làm gì xong? Mình sẽ sử dụng remote ha, remote của TV để kết nối. Thì đầu tiên vô thì các bạn sẽ click vào cái nút ngôi nhà này, nút Home ha. Rồi sau đó các bạn sẽ vào phần cài đặt ha. Rồi nếu như TV của các bạn có biểu tượng cài đặt nhanh trên này thì các bạn có thể chọn ở đây cài đặt mạng ở trên đây luôn để cài đặt. Đây bấm ở đây thì nó cũng phao vào cái phần cài đặt mạng cho mình đó, cài đặt mạng cho mình. Còn nếu như các bạn không có biểu tượng rõ, không có phao biểu tượng cài đặt nhanh ở trên thì các bạn có thể chọn vào chỗ cài đặt, sau đó các bạn nháy vào nút OK chính giữa ha, thì nó cũng vào phần cái đây và cài đặt ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo xuống dưới phần tổng quát, rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái phần là mạng ha, chọn mạng đây, rồi các bạn nút chính giữa ha, nút OK chính giữa. Rồi ở đây thì ở đây mình đang xem trạng thái mạng của mình. Thì lúc này á là mình chưa kết nối internet ha. Đây. Đây là mình đã ngắt kết nối internet rồi. Bây giờ mình sẽ ở đây các bạn có thể chọn đặt lại mạng ha. Tức là trong nếu như các bạn đã có kết nối Wi-Fi trước đó mà các bạn muốn cài đặt mạng lại thì các bạn có thể chọn đặt lại mạng ha. Để quay lại để có thể cài đặt Wi-Fi lại, cài đặt mạng internet lại. Cài đặt Wi-Fi lại từ đầu ha. Còn ở đây mình sẽ chọn mở cài đặt mạng ha. Đây. Mạng để kết nối vào mạng khả dụng, tức là mình sẽ mở cài đặt mạng để mình bắt đầu kết nối internet ha. Rồi mình chọn mở cài đặt mạng. Rồi ở đây mình có hai loại là cáp và không dây và cáp. Đối với nó không dây thì các bạn sẽ có thể sử dụng để kết nối qua Wi-Fi. Còn cáp là các bạn sẽ kết nối với dây cáp ha, sử dụng dây cáp để kết nối internet cho TV của mình bằng cách gắn dây cáp vào cổng LAN phía sau ha. Cổng LAN phía sau TV. Còn đây mình sẽ chọn không dây ha. Chọn tiếp tục ha. Khi đó nó sẽ bật Wi-Fi của mình lên. Khi mình muốn chọn một cái nào đó thì mình cũng chính giữa này, nó chính giữa nó OK để chọn. Rồi sau đó nó sẽ tìm kiếm Wi-Fi đã có nè. Thì chúng ta có thể chọn cái Wi-Fi nào hiện có trong cái Wi-Fi của mình. Đây giả sử như mình chọn cái Wi-Fi này. Đó, chọn Wi-Fi này ha. Rồi thì lúc này mình phải nhập mật khẩu vô, mật khẩu Wi-Fi vô. Thì các bạn sẽ nhập mật khẩu bằng cách bằng chỉ dùng remote thì bạn di chuyển thôi. Ngoài trái phải gì đó ha, di chuyển để nhập mật khẩu vô thì các bạn sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà các bạn nha, các bạn lưu ý giống như trên điện thoại mình thôi. Rồi sau khi nhập mật khẩu vô xong thì các bạn sẽ chọn nút xong dưới này nè, di chuyển xuống dưới ha, xuống dưới chọn nút xong. Đó. Lúc này chúng ta sẽ chờ TV ha, mình sẽ chờ đợi TV nó kết nối Wi-Fi. Ok, xem như nó báo là TV đã kết nối internet thành công ha. Để TV này mình có thể kết nối internet thông qua có dây hoặc là kết nối internet thông qua Wi-Fi thì được nha, chọn OK. Thì xem như TV mình đã được kết nối Wi-Fi thành công. Mình có thể là mở những cái ứng dụng như là YouTube hoặc là ứng dụng có thể kết nối internet được ha. Đây, có thể mở những cái ứng dụng kết nối internet. Đó, mình có thể mở YouTube lên để mình. Cái này đây, đó. Sau khi kết nối Wi-Fi xong, thì các bạn hoàn toàn có thể mở những ứng dụng như là YouTube, đó, để có thể kết nối. Xem như các bạn đã kết nối Wi-Fi thành công ha. Đó. Đó ha, thì các bạn thì đến đây xem như mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối internet cho TV Samsung cũng như là bằng cách hình thức thông qua cái kết nối Wi-Fi. Rồi thế này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chưa theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích hãy nhấn đăng ký kênh Rượt Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Rượt Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.